Em ơi, đói đi ăn không em ơi? Đi ăn sushi không em ơi? Đi. Con nghiện sushi, con nghiện sushi này. Đi ăn sushi không? Đi. À nhưng mà từ từ. Này các bạn còn nhớ trong cái video đi ăn Lê Mông Đê lần trước ấy, các bạn bày tỏ sự thương cảm cho ai gửi để ăn cẩu lương của mình không? Và chính là thằng cameraman hôm nay mình sẽ rủ đi ăn. Ê gọi thích đi ăn. Thích nhá. Em gọi điện luôn nhá. Luôn nha chị. Thịt tu. Alo mày đang đâu đây em? Anh Tân à? Em đang ở trên phòng. Thế à, đi ăn không? Chưa rồi đi ăn không? Bây giờ á? Đi ăn đi, tí vậy làm tiếp. Hôm nay mày đi ăn cơ. Đi thì anh đang cũng chán định rủ mày đi ăn. Thế đợi tí qua văn phòng xong đi nhá. Vâng, ok. Bố cho ăn cẩu lương giết cha mày. Xin chào các bạn. Vâng, xin chào và đây cái nhân vật bí ẩn, cái người mà các bạn luôn luôn bày tỏ cái sự thương cảm, cái sự tiếc nuối đây chính là bạn cameraman của mình. Đây là bạn Thịnh Tu đấy. À, hay còn là Nisa là Thịnh Không Suy. Mày đổi chưa nhỉ? Đổi rồi. À đổi rồi. Để. Ok. Nếu bạn nào mà muốn follow thì có thể follow từ Insta của mình. Ok, đấy thì hôm nay thì coi như là họp team Tân một cú luôn. Đâu, Mi một cú rồi. Thành Mi một cú rồi. Đấy thì ăn gì? Bụ gọi bụ về nhá. Sao có gì đắt nhất thì gọi, hôm nay mình không có tiền mà. Hay ăn buffet đi anh ơi, phải buffet đây được này. Thì anh gọi buffet thôi, gọi 4 suất nhá. Nhưng mà sao lại 4 suất? 3 người thôi mà. Thế không mời cho người quay phim nữa à? Đấy. Gọi 4 suất đi. Gọi nhân viên nhá. À đây rồi. Em chào anh chị ạ. Mình muốn gọi buffet là gọi món nhỉ? Cho mình gọi buffet đi, cho mình 4 suất buffet. Dạ. Hiện tại bên em đang có một cái chương trình, cái set Tati Salmon. Cái này thì sẽ áp dụng với cả khi mình gọi buffet đi từ 4 ngày trở lên thì sẽ tặng cái set này ạ. Tặng nữa hả? Free luôn ạ? À? Ok, cho mình lấy. Cái set này thì hiện tại đang là mùa cá hồi sinh sản và cá hồi mùa này rất là ngon ấy. Thì bên em đã ra mắt cái set này. Trong set này thì sẽ gồm 7 món ạ. Đầu tiên là nem cá hồi ạ. Thứ hai là súp cá hồi ạ. Thứ ba là sashimi cá hồi. Thứ tư là cá hồi cuộn phô mai. Thứ năm là cá hồi sốt taru taru. Thứ sáu là cá hồi sốt nấm ạ. Thứ bảy là cơm chiên cá hồi, hoặc là mình có thể chọn ra cháo cá hồi ạ. Nghe hấp dẫn đấy nhở, thôi cho mình một set đi. Rượu cá hồi hay gì? À không ạ, cái này thì là rượu sake á, mình có thể gọi ạ. Mình tĩnh nghe. Cái đấy để sau, hôm nay mình còn nhiều việc mà, đi ăn trưa để thôi em. Ok, thế cho mình 4 suất buffet với cả thêm cái cost này. Dạ vâng, thế em đổi cho mình nhé. Ok, cảm ơn đấy. Rồi, xong rồi, hấp dẫn nữa, đi ăn lại còn free các kiểu. Mà cái suất đấy như là gần 800 nghìn đấy. Gần 800 đấy. Ghi đây này, 760 này. Nhiều mà. Ê, có được mang về không? Kiểu ăn không hết ấy, tại vì em sợ. Để tao gán mẹ lại cửa hàng để tao cho tao mang về, ok? ok, mình chọn được rồi. Nhưng mà mình đang có cái code này ấy, để dùng cái buffet 329. Bạn check giúp mình xem là... Tại code này ạ, thì sẽ áp dụng với cả buffet xong ra chấm mát ưu đãi. Nên mình sẽ dùng buffet xong ra chấm mát ưu đãi với giá 329.000 ạ. Ok. Bình thường nó sẽ là 369 ạ. Ok, đấy thì cho mình 4 cái set đấy. Thế em lấy mã của mình nhé. Ok. Có một cái như các bạn là thứ trước lúc đến đây mình định đi ăn này, mình cũng đã có một cái trang web để mình lấy cái code giảm giá rồi, là ăn được cái suất buffet Sakura thì ăn được thành Sakura Smart để giảm, nói chung là từ 369 xuống còn 329. Đấy thì cái đường link của cái trang web để lấy code thì mình cũng sẽ để bên dưới cho anh em nào muốn ăn mà được giá tốt hơn
thì có thể click vào để tham khảo. Thứ nhất là không mất cái gì cả, chỉ đơn giản là đến lấy cốt thôi. Nhưng mà nhớ lấy nhanh tại vì có giới hạn thời gian đấy. Nhưng mà em không thích ăn buffet Sakura Smash. Em thích ăn gì? Em chỉ thích ăn buffet Sa. Chào cơ chú đi con. Yeah 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 yeah. Rồi rồi, nào chúng ta cùng ăn cá hôi nào. Ôi, thích cá hôi vãi trưởng. Mời cả nhà nào. Đi Ăn cái gì trước nhỉ? Ăn cái gì trước không được, tùy mày. Ăn cái sashimi cá hồi trước đi. Ê, thế bảo là cái wasabi này ăn cá hồi đúng là không được cho vào nước chấm đâu. Nhưng mà hồi trước anh hỏi một ông người nhà thì ông bảo là cho vào nước chấm cũng được. Ăn nào cũng được. Tại vì mọi khi vẫn hay cho nước chấm mà. Ừ, đúng rồi, mọi người hay kiểu vẫn cho vào nước chấm. Lấy cho anh mà. Nha. Em lấy cho mi mà. Ăn không? Ăn tự lấy. Ở bên này không có à? Không. Thôi để anh lấy cho mày, Ăn món gì trước ta? Ăn sashimi trước đây này. Sashimi nhá. Sashimi. Lúc nào cũng phải bắt đầu bằng sashimi. Hấp dẫn. Thịnh góp được không em? Em có. À đây rồi. Anh Hiền mới rất thích cá hồi. Nhưng anh không thích bằng cái hồi em nhận lời yêu anh. Anh ơi. Thịnh vẫn ổn đúng không? Thịnh vẫn ổn đúng không? Ngon đấy. Đấy các bạn thấy cá hồi ngon không? Đấy, nếu các bạn muốn ủng hộ tiếp sức mạnh cho Thịnh để Thịnh chịu qua được cái bữa ăn này thì nhớ ấn like nhé. Ôi, Thịnh ăn sashimi dã man. Mọi người có biết là bọn cá hồi ấy nó bơi ngược dòng, nó bơi ngược dòng để con ấy, để trứng ấy. Thế bạn nghĩ là trứng nó sẽ kiểu khỏe hơn à, tốt hơn à? Không, ngày xưa em nhớ là xem cái chương trình thực động vật ở trên VTV2 ấy thì là nó có là nó phải kiểu ngược dòng về suối, về cái nơi nào đấy mà nó được sinh ra để nó đẻ trứng, xong thì nó lại chết luôn. Xong là kiểu nhỉ? Kiểu có mấy con gầu nó hay ở đứng đợi sẵn ấy để nó bắt cá hồi ấy. Đúng rồi. Tình yêu cao cả nhờ, để con mà bơi ngược dòng không hy sinh thì giống tình cảm của em dành cho anh. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta đã quá đủ với những câu pun thả thính và mình với cả My sẽ quyết định ngồi ăn tử tế để cho Thịnh ăn. Ủa, thôi. Ăn đi anh. Ăn đi. Cứ hỏi. Nguyên các bạn là khi mà mình đi ăn sashimi ấy thì mình thích là ăn cái miếng cá hồ nó phải kiểu dày dày thịt. Ăn nó phải tươi, ăn kiểu lúc chấm mà ăn kiểu cảm giác vẫn còn kiểu ngậy như kiểu là vừa mới đánh bắt từ dưới biển. À nhầm, vừa đánh bắt từ dưới suối lên vậy. Phải là đậm đà. Ngươi giật cho em. Anh ăn đi này. Im lặng em. Về cái nó cắt. Có thể nhiều bạn không biết thì cái nhân vật khu edit ở trong kênh của mình đấy chính là Thịnh. Thịnh là người quay và edit video cho mình luôn. Thế nên là không biết là video này sẽ còn giữ được bao nhiêu cái câu thả thính. Có thể các bạn xem cái phiên bản cuối cùng là bị cắt hết đi rồi, hoặc là cắt bớt một gần hết. Đấy thì các bạn đã biết là đây sức mạnh của anh ấy là như thế nào, mình không can thiệp được. Nói chung ấy, những cái gì mà các bạn xem được mà clip cuối cùng ấy, nó đã là những cái mà mình đã cắt hết tất cả những cái kiểu chim chuột tình cảm hôn hít các thứ mình cắt hết rồi đấy. Nó là như thế, các bạn phải hiểu là mình là người trực tiếp chứng kiến thì mình như thế nào. Mày cứ nói quá, cắt mấy đâu. Nhiều quá, có gừng đỏ này. Bình thường là người ta sẽ cho cái gừng này vào đâu? Miếng sashimi này, xong bắt đầu cuốn lại cái lá. Không, cái gừng đỏ này làm anh nhớ là hình như là khi mà ăn sashimi mà cái nhiều loại cá khác nhau ấy thì ăn xong một loại cá thì phải ăn một cái miếng này để nó làm sạch mồm, không bị tanh. Thì mình ăn cái miếng sau để nó trọn vẹn hương vị hơn. Thì anh thử làm cái này xem nào. Cái miếng hôm trước em ăn là cho rau vào này, xong rồi cho một miếng cá vào này, cho thêm cái này nữa đúng không? Ồ đúng rồi, xong cho một miếng gừng vào đấy, xong lát gừng vào đấy.
Anh chả bao giờ ăn như thế cả. Ngon lắm luôn đấy, thấy anh chả kiểu hợp vãi. Thế á? Ừ, thử xem, thử xem. Hợp vãi luôn đấy. Em quấn cho anh nhá. Ai cô đứng hình mất 5 giây. Smoke weed every day. Thôi tôi gọi cho anh Tân mà. À thế à, ừ thế tôi quấn cho ông vậy. Đấy, mình quan tâm đấy là gì nữa. Ừ. Mày ăn thử combo của mày xem, cho ngon. Hôm trước em nhớ ăn ngon ngon vãi. Ăn mà khác ngon, cũng thử không? Ngon hơn ăn ăn không á. Không, anh nghĩ là combo của em bị thiếu một cái gì đấy. Thiếu việc được nhiều đút cho. Ý như anh phải để em nốt đứng nước về liền đấy, xong rồi anh phải nói chứ. Cái phần cá hồi nướng này mình thấy nó cũng khá là mềm này nhỉ. Ăn nhỏ chắc. Mềm. Ừ, thì rất là chắc. Đúng như kiểu bạn nên nghe bạn nói cái mùa này đang là cái mùa cá hồi ngon nhất. Em công nhận là cảm giác ăn từ nãy giờ kiểu ăn sashimi các thứ xong rồi ăn cả nướng nữa. Thế thì rất là ngon đấy. Ngon. Ăn vừa nem. Nem cá hồi thôi. Nem cá hồi nướng à? Tưởng vẫn thịt nó vẫn chắc ấy. Ừ. Nấm này, cá nấm, hồi này. Ừ, con nấm. Ừ. Khá là trọn vẹn một miếng nem. Nói nem này khả năng là cao là không ăn được với bún chả. Sẽ không hợp lắm. Ở Nhật ấy, không cả đồ ăn kiểu họ chế biến kiểu cẩn thận lắm. Kiểu họ không bỏ sót một cái gì luôn đấy. Cả đầu cá hồi cũng ăn được. Nấu cá hồi làm canh, nấu canh á. Căn bản bên đấy làm gì có nhiều tài nguyên như Việt Nam đâu. Phải tiết kiệm chứ. Ghê. Đấy, các bạn không? Bò đẹp dài, mỗi tội đang lợ hơi nhiều. Lợ bài của mình thôi. Đấy, rất hiểu biết các thứ. Nhưng mà cá hồi bên đấy rẻ vãi lều mà nhiều vãi lều mà. Ừ. Ồ, cái gì đây? Đây là trứng ngấp. Sao chỉ có 2 cốc? Bởi vì có 1 cốc nữa đang mang ra đây. Mày ăn trước đi. Em tưởng là... Anh biết. Thịnh nó bị ám ảnh đến cái câu chuyện cặp đôi hả? Bởi vì Thịnh lúc nào cũng là người phải đứng ngoài. Cũng hơi thương Thịnh tí. Ê, làm thử cái này đi, ăn thử cái này đi. Anh thấy cái này mày hấp dẫn này. Cho quả trứng này. Không phải trứng, cái này là phô mai. Đấy, cái quả trứng trứng này. À ừ, quả trứng cá này. Sao mình ăn một trứng. Này nếu ai thích cái vị ngậy ngậy ấy thì ăn cái này được ấy. Cái cá hồi cuốn phô mai này mình ăn nó kiểu hai phết. Nó kiểu ngậy nhỉ. Ăn ở mai sashimi là kiểu ăn kiểu thịt tươi, ăn kiểu cảm giác tươi ngon các thứ. Cái này ăn thì nó sẽ có ngậy ngậy hơn tí. Rồi, và món này là món cá hồi chiên sốt tamu tamu. Đây, mời em, gắp cho em luôn. Chẳng qua là mi gắp cho anh rồi gì, anh gắp cho em gì. Thôi, ăn thử à. Cái sốt này có cái gì nhỉ? Như trong có hành tây sao ấy. Không rõ nữa nhưng mà ngon. Nó kiểu nó không bị ngấy đâu, nó kiểu chua chua đấy các bạn. Đúng rồi. Nhưng nghĩ là đồ chiên ăn này bị ngấy nhưng mà thật ra không bị ngấy lắm đâu. Ừ. Ăn rồi nó rất là vừa miệng mà ăn kiểu nó cũng kích thích ăn uống ấy. A few moments later. Cả đời toàn ăn cơm rang dưa bò với cơm rang hợp cẩm, chưa ăn cơm rang cá hồi bao giờ. Cơm rang đây họ làm cũng không được cái là không bị khô. Ăn đúng là mình thấy cũng khá dễ chịu. Thêm cái vị cá hồi khi mà làm ấy vào nó cũng tạo cái mùi vị nó lạ lạ. Chưa ăn cá hồi rang cơm bao giờ. Nghe không? Thấy nó cũng khá lạ. A few moments later. Đây bắt đầu. Rồi, cái súp. Mì ăn súp không? Ừ, ăn súp trứng. Rất là đậm mùi hải sản các bạn. Súp tôm còn cá hồi nữa. Trong này còn có cả cá trứng nữa. Cái cá con cá dài 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 bụng toàn trứng đấy. Đúng không cả đấy? Đấy. Ui, bụng có nhiều trứng rồi đấy. Ăn trứng đi cho bụng. Thôi, nhìn tội lắm. Thôi để anh ăn để cho anh mặt anh thêm nhiều trứng cá. Cái cost này nếu như bạn nào không muốn ăn buffet thì các bạn có thể gọi lẻ cái này cũng được. Cái này khoảng giá hơn 800 mình thấy là sẽ phù hợp cho khoảng độ 3 người ăn thì đấy sẽ cảm thấy là đủ. Như ở mình ấy. 3 đến 4 người ăn. 3 đến 4 người ăn. Còn nếu như mà bạn mà kiểu thuồng luồng thì 2 người. Giống như của mẹ Thắng ấy thì 2 người thôi. Đấy thì mình thấy là như thế cũng khá là đủ rồi, không cần phải gọi đến buffet. Nếu mà các bạn muốn đi khoảng 4 người gọi buffet thì nó sẽ tặng free cái này.
Đó, thì các bạn có thể gọi là lợi dụng cái chính sách này để ăn nhiều hơn. Mình thấy là cái cá hồi mùa này ăn khá là ngon. Các cả thịt, các họ, món họ làm thì đều thì rất là chắc nhỉ. Ăn thì đều thấy rất là thích. Ôi, gọi lẩu nha nhé. Ăn lẩu nhá. Okay, gọi lẩu. Lẩu nha. Lẩu thôi. Lẩu đi. Trời ơi. Nói chung là Hà Nội bắt đầu trở lạnh rồi các bạn ạ. Nên là lần này chúng ta phải ăn lẩu thôi. Ôi, hấp dẫn cho đồ đây em ơi. Cho rau các thứ vào đây. Cố tình loạn tôi khỏi chơi. Còn chơi gì cơ? Chả hiểu cuộc chơi gì luôn này. Rồi, lẩu. Mùa đông đến rồi là phải lẩu không nghe. Thôi, coi như cái nồi lẩu này là giúp cho Thịnh ấm áp qua mùa đông này. Để Thịnh không bị cần có người yêu. Có phải ngày nào được ăn lẩu đâu. Có phải ngày nào được ăn lẩu đâu. Đi ăn phở không? Thế thì đến cái phần... Em không ăn phở. Em chỉ muốn ăn anh thôi. Bọn mình bị phản đam các bạn ạ. Rồi và đến cái phần buffet này thì chắc có lẽ là các bạn cũng đã khá là quen với iSushi rồi. Thế chắc là mình cũng không cần tập trung gì với đồ ăn nữa. Và chắc là lần này ngồi chém gió kể chuyện các thứ thôi. Thì ngày xưa mình với cả Thịnh được bén duyên là nhờ Mi. Đúng rồi. Em và cả Mi và Ethanol cùng một đợt này. Ngày xưa Thịnh là quay với cả edit cho Pet. Thực ra bây giờ vẫn quay với edit cho Pet thì ít hơn thôi. Đấy thì làm việc với Mi trước. Đấy, xong về sau thì Mi với Thịnh thì không hợp nhau lắm. Nên là quyết định là tách nhau ra thì Thịnh nó phải làm cho mình. Các cái vụ không hợp nhau nên là vụ nào ấy. Tôi không nhớ không ạ? Không làm gì có. Ánh sáng. Đấy là mà Mi không... Ồ hai ông này. Cắt. Về sau thì cái team pet đấy bắt đầu tách ra, thế là không hoạt động nữa, thế là Thịnh bắt đầu kiểu vô công rồi nghề, thế là mình thấy thương quá, thôi mình vớt về kênh của mình. Thế là kiểu vớt gì nữa? Vớt về làm quay về edit thôi. Bắt đầu sự nghiệp phải khá lên được. Không phải vớt. Không cùng một từ nhưng mà anh phải nói khác, cùng một ý nghĩa thành người khác. Ai cũng săn đón Thịnh. Đúng rồi, anh nói thế thì nó mới gọi là đúng. Ai cũng săn đón Thịnh đúng không? Nhưng mà Thịnh vẫn được mình vớt thì. Thì các bạn có thể thấy là tất cả những cái video ở trên kênh của mình từ trước đến giờ thì gần như là chỉ có hai anh em làm với nhau thôi. Tức là quay, dựng những cái thứ là toàn làm với nhau hết. Chứ không có một teamwork kiểu sản xuất nội dung kiểu khủng khiếp. Kênh hai người, thêm Mi nữa là nhân tố hút view. Và nhân tố rất quan trọng. Nhân tố hút view và đầu não. Em nhận ra em mới là người thừa trong cái bàn này. Mình có dự định sau này anh Tân về nhà bán phở thì mình sẽ take over. Mình sẽ lấy luôn cái kênh của anh Tân. Đã đổi tên đúng không? Ừ. Sau đấy sẽ làm những video AS của mình. Không, mình sẽ làm video mukbang. Mình sẽ ngồi ăn cả ngày. Không có mukbang phở. Mình thì mình ghét cái SMA dã man luôn, là mình suốt ngày ngồi xem. Kiểu cái tiếng nó khó chịu ấy, cái tiếng sột soạt nó bực mình ấy. Không thể, nhưng mà những người đang kiểu thích xem người ta nghiện luôn cái tiếng đấy. Nghiện mà. Thì kiểu nghe xong rồi kiểu thích ấy, bị kinh thích ấy. Thế mấy, nó có nói gì đâu. Mấy lần sang nhà anh cứ nằm xem đấy xong thấy người chân tay cứ run lẩy bẩy ấy. Run gì đi, anh đấy. Hồi xưa có một lần các bạn ạ, Mi thì đấy, rất là thích xem ASMR. Và cuối cùng là đợt đấy đi xem rất là nhiều cái... Cua ngâm tương, tôm ngâm tương. Thế là rủ mình đi ăn. Ôi mình thế luôn, nhìn ăn ngon cực. Xong rồi là hai đứa ăn được khoảng độ nửa con thì quyết định là bỏ cuộc bởi vì nó mặn và nó tanh quá. Không thể nào mà chịu được. Thế là lấy lần cuối cùng mình muốn ngồi xem ASMR với cả Mi. Anh biết vì sao mà anh Khoa được không? Không. Vì anh không bảo em đi đây nên là anh không ăn hết được chỗ đấy, anh hiểu không? Bảo em đi em mang về được không? Ừ nhờ, quên mất đó. Thôi được rồi, để giảm tải cái sự khổ đau cho anh quay phim thì mình xin phép là chắc chuẩn bị kết thúc video tại đây thôi. Và mình sẽ ăn nốt cái bữa lẩu này. Tại vì ra đến cái lẩu này thì các bạn biết rồi, mình không còn nhiều cái để nói nữa. Đó. Hôm nay rất cảm ơn em Thịnh Tu. Đấy, em Thịnh Tu, đường link Insta của em sẽ để bên dưới. Một thanh niên có đầu óc rất là không bình thường đã đến tham dự buổi ăn, ngồi làm kẻ thứ ba đấy ở đây. Cho ăn bạc, cho men. Ăn gì à? Cẩu, các bạn là gọi gì à? Cẩu lương trực tiếp. Cái cẩu lương là gì? Em không biết là cẩu lương gì. Cẩu lương là thức ăn cho chó, thức ăn cho chó thì có bả, thính, các thứ.
Bây giờ Thịnh đã bắt đầu cảm thấy mình như một chú chó rồi. Rồi ok, tổng kết lại bữa ăn của mình một chút cho những bạn nào quan tâm. Thì hôm nay bọn mình có đi ăn suất buffet 4 người và rất là may là đúng cái đợt mà đang có cái mùa cá hồi. Chúng ta có một cái course khoảng 7 món cá hồi trong cái mùa này. Thì cái phần tặng này như là mình ban nãy mình có hỏi các bạn ấy thì là sẽ tặng hết tháng 11 này. Thế nên là nếu anh em nào mà đang có ý định đi kiểu double date này hoặc là đang có ý định họp lớp phải không? Chỉ cần là trên 4 người gọi buffet thôi thì sẽ được tặng cái món này. Còn nếu không các bạn kiểu gọi món lẻ riêng ra, một cái gót này riêng ra khoảng độ gần 800 thì đấy là khoảng 2-3 người ăn thì cũng gọi là ăn sang chảnh như thế là hợp lý. Hai người là rất nhiều rồi đó. Hai người là rất nhiều, phải tầm như mẹ Thắng thì may ra là ăn hết. Đấy, ba người như bọn mình là ăn thế còn thấy là vừa đủ. Và nếu như các bạn muốn ăn giảm giá nữa thì mình cũng sẽ có một cái đường link để mục mô tả. Thì các bạn chỉ cần vào cái trang web này các bạn lấy cái code giảm giá. Thì cái buffet 369 nó chỉ còn có 329 thôi. Đấy, thì nó cũng giảm được một tí để cho anh em cảm thấy mức giá nó dễ chịu hơn. Đúng không? Đấy cả để kiểu khao hay kiểu đệ hoặc là nhân viên đi ăn giống như mình thì nó cũng dễ chịu hơn được một tẹo. Đó, hôm nay ngon không em? Vui không em? Vui, em vui. Vui là rất vinh dự. Rất vinh dự. Cắt. Thế hôm nay ăn sushi ngon hơn hay cẩu lương ngon hơn? cắt. Ok, và nếu các bạn muốn anh cameraman của mình xuất hiện trong nhiều video nữa thì hãy để lại comment cho mình biết ở ngay phía bên dưới nhá. Và đừng quên là nếu thấy hay thì hãy like, share cũng như là subscribe để bảo mình để có tiền đi ăn tiếp, quay video cho mọi người. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, subscribe nhá.